Phiên bản cao cấp nhất Hyundai Elantra N-Line, với giá 799 triệu được trang bị những gì bên cạnh khối động cơ Smartstream 1.6 TGDi mạnh, tới 204 mã lực cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp hấp dẫn. Kích thước tổng thể của Hyundai Elantra N-Line cũng lần lượt là dài 4.675mm, rộng 1.825mm, cao 1.440mm. Chiều dài cơ sở 2.720mm mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thoáng tầm mắt. Thiết kế tổng thể Hyundai Elantra N-Line vẫn dựa trên cảm hứng thiết kế Sensuous Sportiness, thiết kế thể thao gợi cảm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Dynamics. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn gắn logo N-Line để dễ dàng nhận diện. Liền kề là cụm đèn pha LED projector tích hợp dải đèn LED ban ngày vuốt mảnh hiện đại. Cụm đèn pha Elantra N-Line có tính năng tự động bật trên tắt theo cảm biến ánh sáng, nhưng không có tính năng thích ứng xa gần. Cản trước Elantra N-Line được thiết kế viền hốc gió bên đặc biệt, tăng khả năng làm mát động cơ. Thân xe Hyundai Elantra N-Line có thiết kế khí động học mạnh mẽ với hệ số cản gió. Mui xe được vuốt thấp, đặc biệt phần trụ xe kéo dài đến gần hết phần cốp theo kiểu các mẫu xe thể thao. Sau hốc bánh trước cũng được đính logo N-Line, trong khi gương chiếu hậu Hyundai Elantra 2023 có thiết kế góc cạnh, tương đồng với thiết kế tổng thể. Cụm gương này cũng trang bị chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Phần viền cửa sổ của Hyundai Elantra N-Line cũng được sơn đen, kết hợp với phần cạnh cửa sổ hất lên cao tạo dáng xe đang chồm về phía trước. La răng hợp kim, thiết kế 5 chấu hình cánh quạt 2 tông màu, cũng tạo nét trẻ trung năng động cho Hyundai Elantra N-Line. Đuôi xe Hyundai Elantra N-Line cũng khác biệt với cánh gió sau và bộ khuếch tán gió N-Line. Đặc biệt cụm đèn hậu LED nối liền với nhau tạo đồ họa, như kiểu chữ H khá độc đáo. Ngoài ra, phiên bản Elantra N-Line cũng được trang bị ống xả mạn chrome kép, đặt nghiêng về bên phải, tăng thêm chất thể thao cho phần ngoại thất. Khoang nội thất Elantra N-Line gây ấn tượng ban đầu, với người đối diện khi thiết kế tông màu đen chủ đạo, kết hợp với họa tiết thêu chỉ đỏ nổi bật. Ngoài ra, phong cách thiết kế Streamliner với sự liền mạch từ không gian đến các chi tiết mang đến sự mới mẻ cho người lái và hành khách. Cụm vô lăng Elantra N-Line cũng được bọc da và thêu chỉ đỏ thể thao. Trên vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình Cruise Control và lẫy chuyển số. Đồng hồ lái Elantra N-Line dạng kỹ thuật số với màn hình digital 10.25 inch, có thể thay đổi giao diện theo chế độ lái. Hàng ghế trước của Hyundai Elantra N-Line được bọc da cao cấp và có thiết kế thể thao, tích hợp sưởi và làm mát. Ghế lái trang bị chỉnh điện, trong khi ghế hành khách vẫn chỉ chỉnh tay. Ngoài ra, trên lưng ghế cũng đính logo N-Line, nhấn mạnh phiên bản hiệu suất cao của Elantra 2023. Hàng ghế sau của Hyundai Elantra N-Line trang bị đủ 3 tựa đầu cho hành khách. Trung tâm tích hợp tựa tay với giá để cốc, đồng thời có cửa gió điều hòa cho khu vực này. Phiên bản Hyundai Elantra N-Line được trang bị các tiện ích cao cấp nhất của dòng xe này. Đầu tiên là màn hình thông tin giải trí, cảm ứng 10.25 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, nhận diện giọng nói và đi kèm âm thanh 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Giao diện hệ thống vẫn là các nút bấm cơ học, cho cảm giác điều khiển chân thực hơn. Khu vực bệ trung tâm giữa hàng ghế trước đặt cần số bọc da, đính logo N-Line. Ngoài ra còn có các nút bấm kích hoạt camera lùi, cảm biến lùi, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, các cổng sạc và đốc sạc không dây. Hyundai Elantra N-Line cũng có một không gian cốp khá rộng rãi với dung tích lên đến 402 lít. Dung tích cốp xe có thể mở rộng khi gập gọn hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, xe cũng trang bị cốp thông minh, tự động mở khi người lái đến gần. Bên dưới capo của Hyundai Elantra N-Line là khối động cơ Smartstream 1.6 TGDi cho công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Điểm mới là nút Drive Mode được đặt bên trái đồng hồ lái, ngay tầm với của người lái. Hyundai Elantra N-Line có 4 chế độ lái Eco, Normal, Sport và Smart. Elantra N-Line còn được trang bị treo sau độc lập đa điểm, với hệ thống phuộc giảm sóc thể thao có kích cỡ lớn hơn bản tiêu chuẩn, đem đến khả năng vận hành chính xác và ổn định hơn.